Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7, mời quý vị cùng đón xem một số tin từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona. Tàu lửa trập bánh, cháy lớn trên cầu bắc qua Tempe Thao Đắc. Tin California. Các nhà thờ ở California tổ chức chương trình thờ phượng tại bãi biển khi các sự thờ phượng bên trong nhà thờ bị cấm. Tin Pennsylvania. Chủ của hai cửa hàng tiện lợi Pennsylvania phải trả 59.690 Mỹ kim cho 65 nhân viên. Tin New Jersey. 15 triệu Mỹ kim được thêm vào tài trợ của New Jersey để giúp các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn bởi virus Vũ Hán. Tin New York. 5 người cố vấn kiểm tra có dương tính tại trại ngay ở Long Island. Tin Washington DC. DC xứng đáng được huy chương vàng do các chính sách an toàn cho người đi bộ. Thống đốc Northam tuyên bố các nỗ lực giảm thiểu COVID-19 cho khu vực Hampton Road. Tin Hoa Kỳ. Richard để lại di chúc 20 triệu Mỹ kim cho chiến dịch bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đón xem tin chi tiết. Tin Arizona, tàu lửa trập bánh cháy lớn trên cầu bắc qua Tempe Thao Đắc. Tin từ Tempe, Arizona, một đoàn tàu lửa chở hàng bị trập bánh trên cây cầu bắc qua Tempe Thao Đắc hôm thứ Tư vừa qua, gây ra một đám cháy lớn và khiến cây cầu bị sập một phần. Còn lửa bốc khói đen dày đặc và có thể nhìn thấy từ nhiều dặm. Ông Tim, phát ngôn viên của Union Pacific Railroad, cho biết có tới 10 toa tàu bị tập bánh vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng. Phía nam của cây cầu sau đó bị sập và bốc cháy. Một phát ngôn viên cho biết các nhân viên của đoàn tàu không bị thương, nhưng một người đi bộ tại công viên gần đó đã được điều trị vì hít phải khói. Và thành phố Tempe cũng cho biết một lính cứu hỏa đã được điều trị và được xuất viện sau khi bị ngợp vì sức nóng. Chuyến tàu đi từ Tucson đến Phoenix chở theo 102 ô tô và từ 8 đến 10 chiếc bị bốc cháy. Đây là vụ trật đường ray thứ hai cách nhau khoảng một tháng trong cùng một khu vực. Bây giờ này mời quý vị sẽ bước qua tin California. Các nhà thờ ở California tổ chức chương trình thờ phượng tại bãi biển khi các sự thờ phượng bên trong nhà thờ bị cấm. Hàng ngàn tín hữu người Cơ Đốc trên khắp California tiếp tục hát và tổ chức các buổi thờ phượng bất chấp các sự hướng dẫn cấm đoán vì coronavirus của thống đốc Gavin Newsom. Vào Chủ nhật vừa qua, hơn 5.000 người đã có mặt trên bãi biển ở San Diego trong một sự kiện được đặt tên là Chúng ta hãy thờ phượng. Do Sean, một nhà lãnh đạo thờ phượng Cơ Đốc và tổ chức vô vụ lợi Hold the Line của ông đứng ra tổ chức. Ông John đã đi nhiều nơi tại California để chia sẻ chương trình Chúng ta hãy thờ phượng và cùng phản đối chung với các nhà lãnh đạo, các mục sư sau khi thống đốc Gavin Newsom ra lệnh cấm hát thờ phượng trong các nhà thờ và sau đó hạn chế các buổi cầu nguyện tại gia vào đầu tháng 7 vừa qua khi California dẫn đầu về các trường hợp COVID Vũ Hán. Thứ Bảy trước đó, hàng trăm người đã xuất hiện tại trước tòa thị chính Fresno, nơi họ thờ phượng và cầu nguyện cùng làm lễ bắp tem trong đài phun nước của tòa thị chính. Mừng Truyền xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt New Arizona và US. Tin Pennsylvania, chủ của hai cửa hàng tiện lợi Pennsylvania phải trả 59.690 Mỹ kim cho 65 nhân viên. William Sport, 65 nhân viên của hai cửa hàng tiện lợi ở Pennsylvania sẽ nhận được tổng cộng 59.690 Mỹ kim tiền lương do một thẩm phán liên bang đã xét quyết định và xét xử vì chủ sở hữu đã vi phạm đạo luật tiêu chuẩn lao động. Trung tâm Hoa Kỳ Mater Brand
vào thứ ba cũng nhận thấy Muhammad Tahir phải chịu trách nhiệm cho một khoản bồi thường thiệt hại 59.690 đô la khác vì sự việc khiến anh ta phải chịu trách nhiệm cho ảnh hưởng vi phạm trong tương lai. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã kiện và cáo buộc Tahir là các doanh nghiệp của ông không trả lương tối thiểu cũng như lương làm thêm giờ cho nhân viên từ ngày 11 tháng 4 năm 2015 cho đến ngày 17 tháng 12 năm 2019. Tin New Jersey, 15 triệu đô la được thêm vào tài trợ của New Jersey để giúp các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn bởi virus Vũ Hán. 15 triệu Mỹ Kim khác đang được thêm vào quỹ tài trợ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thống đốc Phil Murphy tuyên bố hôm thứ Ba, COVID-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe, nhưng cũng là một cuộc khủng hoảng về kinh tế nghiêm trọng và không nơi nào rõ ràng hơn trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của tiểu bang, ông Murphy nói trong một cuộc họp báo bên ngoài một tiệm làm tóc ở North Brunswick, nơi ông công bố 565 trường hợp coronavirus mới, tổng số một ngày cao nhất trong tháng này. Khoản tiền trợ sẽ được Cơ quan Phát triển Kinh tế Nhà nước cho biết đã cam kết 100 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ hơn 20.000 doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, EDA không nhận các đơn mới cho các quỹ. Thay vào đó, 15 triệu đô la sẽ được chuyển đến các doanh nghiệp đã điền đơn. Tin New York, 5 người cố vấn kiểm tra có dương tính tại trại ở Long Island. Long Island, 5 cố vấn trại đã xét nghiệm dương tính với coronavirus tại một trại hè ở Long Island, Park Shore County Day Camp, cho biết một nhân viên đã thông báo cho họ vào thứ Sáu về một kiểm tra dương tính. Sau khi tìm kiếm, đã tìm ra thêm 4 nhân viên do việc tiếp xúc bên ngoài trại. 3 trại hè đã được cách ly. Giám đốc trại nói rằng hầu hết tất cả các trại viên đã trở lại vào thứ Ba và không quan tâm nhiều về việc này. Họ tin rằng trại đang cung cấp một môi trường an toàn. Thanh Tâm xin kính chào quý khán giả. Tin Washington DC. DC xứng đáng được huy chương vàng cho các chính sách an toàn cho người đi bộ. Dù đi bộ hay đi xe đạp, nhiều người đang tận hưởng thời gian ngoài trời trong đại dịch coronavirus. Và DC đã là một trong số những thành phố đã làm tốt hơn trong việc giữ đường an toàn cho người đi bộ. Nhìn chung, gần 75% các thành phố lớn Hoa Kỳ hiện kiếm được huy chương vàng cho các chính sách được gọi là chính sách đường phố hoàn chỉnh. Theo báo cáo được công bố bởi các nhóm City Health và Smart Development America, và DC là một trong số đó. Các thành phố được đánh giá về các chính sách của họ đối với sự an toàn của người đi bộ và báo cáo đã tính đến các yếu tố như ánh sáng đường phố, quang cảnh, độ rộng vỉa hè, các biện pháp làm dịu giao thông và kết nối của lối đi dành cho người đi bộ, làn đường dành cho xe đạp và đường dành cho người đi bộ mạng. Các nhóm ủng hộ các chính sách của đường phố hoàn chỉnh trên đường phố với lý do độ gia tăng số người chết vì đi bộ trong nhiều năm qua. Báo cáo về người đi bộ ở Hoa Kỳ chết đã tăng 35% trong thập kỷ qua, theo báo cáo. Tin Virginia, thống đốc Northam tuyên bố các nỗ lực giảm thiểu COVID-19 cho khu vực Hampton Roads, Richmond, Virginia. Thống đốc Grant Northam tuyên bố nỗ lực giảm thiểu để hạn chế số COVID-19 tại khu vực Hampton Roads của Virginia, bao gồm Virginia Beach, Portsmouth và Norfolk chiều thứ Ba. Chúng tôi muốn làm điều này một cách an toàn và có trách nhiệm trong việc tiến lên. Nhưng đồng thời, chúng tôi biết rằng mỗi khi chúng tôi đưa ra quyết định, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nó ảnh hưởng đến sinh kế của họ. Phần phía đông của tiểu bang đang chứng kiến tỷ lệ dương tính cao trong các trường hợp COVID-19. Northam đã công bố một lệnh điều hành cho khu vực Hampton Roads sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu lúc 12 giờ sáng và bao gồm không bán rượu sau 10 giờ, tất cả các nhà hàng phải đóng cửa vào nửa đêm, ăn uống bên trong được giới hạn ở 50%, bao gồm nhà máy bia, nhà máy chân cất, nhà máy rượu vang và khu ẩm thực, cấm tụ tập trong nhà và ngoài trời từ 50 người trở lên. Tin Hoa Kỳ, Richard để lại di chúc 20 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Richard, một hướng dẫn nhiều chương trình TV show nổi tiếng của Hoa Kỳ,
một người rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đã để lại di chúc 20 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch bầu cử của Tổng thống Donald Trump sau khi Richard qua đời ở tuổi 88. Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông đã nói về Tổng thống Donald Trump như sau: "Chúng tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào khác ra tranh cử với kỹ năng và sự dũng cảm như Donald Trump. Anh ta làm tôi ngạc nhiên. Anh ấy thật sự tuyệt vời. Donald Trump là một quý ông lịch sử, trẻ hơn tôi, nhưng với đạo đức và lý tưởng của mọi người trong thế hệ của tôi, anh ấy sẽ mang đất nước này trở lại. Anh nói vậy, tôi không có lý do để nghi ngờ anh ta cả. Tôi ủng hộ anh chàng này 192%. Trong thực tế, sự hỗ trợ của tôi cho anh ấy sẽ thực sự vượt ra ngoài cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây, nhưng tôi đã thay đổi ý định của mình. Đó là để lại một phần lớn tài sản của tôi cho các chiến dịch trong tương lai của anh ấy. Anh ấy còn thắng cử năm 2020 để hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu. Tôi hy vọng tôi sẽ đi khắp nơi để xem nó, nhưng tôi đã già nên bạn không bao giờ biết. Ít nhất tôi cũng có thể yên nghỉ khi biết rằng ngay cả khi chết, tôi vẫn giúp một người đàn ông làm cho nước Mỹ được mọi thứ có thể." Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Việt News Arizona và US. Chúc quý vị có một ngày cuối tháng 7 thật niềm vui bên gia đình và người thân, cũng như chuẩn bị chào đón tháng 8 sắp tới. Và đừng quên chia sẻ thông tin đến cho mọi người.